Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về chính sách phát triển phương tiện giao thông xanh và chính sách phát triển trạm sạc xe điện. Hiện nay, hệ thống các hạ tầng, các trạm, cột sạc điện để phục vụ việc phát triển xe điện chưa xác định thuộc loại quy hoạch nào. Việc phát triển hệ thống các trạm, cột sạc điện hiện vẫn mang tính tự phát, gây khó khăn cho công tác quản lý và có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việt Nam cũng chưa có quy chuẩn riêng cho ô tô điện, trạm, cột sạc điện. Các tiêu chuẩn hiện hành về việc lắp đặt hệ thống trạm, cột sạc điện vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, chưa có đầy đủ bộ tiêu chuẩn cơ bản để thiết kế, lắp đặt và vận hành trạm sạc điện an toàn, ổn định. Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang rà soát ban hành các tiêu chuẩn thiết kế đường dành cho xe điện, rà soát quy chuẩn về một quy hoạch xây dựng, dự kiến quý 2 năm 2025, đưa các vấn đề về quy hoạch liên quan đến hạ tầng xanh, quy hoạch bãi đỗ xe ô tô có trụ, cột sạc điện để đơn vị thiết kế làm căn cứ thiết kế, quy hoạch. Bộ cũng đang chuẩn bị dự thảo hướng dẫn lắp trụ sạc điện tại các công trình hiện hữu theo hướng gắn với công trình thuộc nhóm công trình cải tạo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng một kế hoạch toàn diện, tổng hợp, thể hiện rõ vai trò của cơ quan nhà nước, tư nhân, người dân trong phát triển phương tiện xanh. Cần xây dựng cơ chế đặc biệt, liên ngành, xây dựng được chương trình, kế hoạch quốc gia về chuyển đổi xanh trong ngành giao thông. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành liên quan, rà soát cơ chế, chính sách và đề xuất cơ chế khuyến khích đối với các đối tượng nhà sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu, người sử dụng để kích cầu và tạo thói quen cho người dân. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ nay đến trước năm 2026 phải có các hướng dẫn tạm thời về bố trí trạm sạc điện công cộng, khu đô thị. Về lâu dài, cần có chính sách liên quan đến đầu tư, quy hoạch, chính sách đất đai, thuế liên quan đến phát triển. Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 8 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Ngài Kihara Minoru, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản và đoàn công tác thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 6 tháng 8. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Ngài Kihara Minoru làm sâu sắc hơn về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, được thiết lập năm 2023, trong đó có sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Ngài Kihara Minoru cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đã đón tiếp trọng thị, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản của ông Kihara Minoru. Sau lễ đón chính thức, hai bên đã tiến hành hội đàm. Hai bên khẳng định thời gian qua, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu, thực chất, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, nổi bật trên các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo, quân y, cứu hộ, cứu nạn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhất là trong khuôn khổ ADMM+. Các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu được duy trì thực hiện tốt như đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, tham vấn sĩ quan tham mưu ba quân chủng hải, lục, không quân. Đây là những cơ chế quan trọng được hai bên duy trì thực hiện hiệu quả. Thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng bước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn thường niên giữa hai bên, hợp tác đào tạo, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Về vấn đề trên biển, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, cam kết ở khu vực, nhất là UNCLOS năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông thực chất hiệu quả. Vào ngày 5 tháng 8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, diễn ra cuộc gặp lần thứ 52 của Hội cựu chiến binh Nga từng công tác ở Việt Nam trong những năm chiến tranh. Đây là cuộc gặp thường niên do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt, truyền thống và hữu nghị. Cuộc gặp Hội cựu chiến binh Nga từng công tác ở Việt Nam nhằm tri ân những chuyên gia, nhà quân sự Liên Xô, nay là Liên bang Nga, đã trực tiếp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong những năm chiến tranh, góp phần củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong không khí thắm tình hữu nghị, các cựu chiến binh Nga chúc nhau sức khỏe, cùng nghe những bài hát thời Liên Xô, ca ngợi những chiến công hào hùng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến, và cùng nhau ôn lại những câu chuyện đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam.
tình cảm của các cựu chiến binh Nga dành cho Việt Nam, nơi họ từng gắn bó máu thịt trong những năm tháng chiến tranh, giờ đây vẫn không thay đổi. Có những người, dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nhưng trong ánh mắt họ vẫn luôn toát lên sự khát khao, mong muốn một ngày không xa có thể trở lại Việt Nam, thăm nơi mình từng gắn bó, thời thanh xuân sôi nổi. Thưa quý vị, vào tối muộn ngày hôm qua, mùng 5 tháng 8, Bộ Ngoại giao đã phát đi cảnh báo công dân Việt Nam không nên đến Liban, Iran và Israel trong thời điểm này. Hiện nay, tình hình căng thẳng giữa Israel với Liban và Iran gia tăng và diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản công dân. Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân Việt Nam không nên đến Liban, Iran và Israel trong thời điểm này. Trong trường hợp đang ở Liban, cần sớm sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam, tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, Iran, Israel và các nước lân cận để phản ứng kịp thời. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân hiện trên màn hình.